Xin kính chào quý vị khán giả. Báo chí Mỹ đưa tin, theo một quyết định mới của chính quyền Tổng thống Joe Biden, 22.000 lao động nước ngoài sẽ có cơ hội đến Mỹ làm việc trong mùa hè này. Theo Fox, chương trình lao động thời vụ, còn được gọi là chương trình thị thực H2B, cho phép Mỹ thuê lao động nước ngoài theo thời vụ, chia đều giữa mùa đông và mùa hè. Theo quyết định này, Mỹ sẽ chấp nhận thêm 22.000 visa H2B cho lao động thời vụ, ngoài mức tối đa hàng năm do Quốc hội ấn định là 66.000 người. Tờ báo này cho biết Mỹ sẽ dành ít nhất 6.000 visa dạng này cho các quốc gia Trung Mỹ như Honduras, El Salvador và Guatemala, nơi có hàng nghìn người đang tìm cách di cư sang Mỹ. Sẽ có thêm lao động thời vụ tới Mỹ, nhưng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ không thuộc diện được cấp visa H2B này. Theo Fox News, 22.000 visa H2B sẽ dành cho lao động trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, xây dựng, chế biến thịt, hải sản hay công viên giải trí. Đây là những lĩnh vực đang rất cần lao động vào mùa hè này, khi nền kinh tế Mỹ đang mở cửa trở lại. Thủ tục dành để thuê lao động thời vụ, theo Wall Street Journal, là các nhà tuyển dụng Mỹ phải chứng minh họ đã cố gắng tuyển công nhân Mỹ nhưng không được, cũng như phải chứng minh được doanh nghiệp của họ sẽ bị thiệt hại nặng nếu không tuyển dụng được công nhân thời vụ nước ngoài. Ngoài ra, mức lương trả cho lao động nước ngoài cũng không được thấp hơn mức lương của lao động người Mỹ. Theo báo chí Mỹ, việc bổ sung visa H2B sẽ giúp cho các nhà tuyển dụng lao động Mỹ lấp đầy các công việc tạm thời theo mùa, song vẫn bảo vệ được sinh kế cho lao động Mỹ. Chính sách này cũng mở ra con đường hợp pháp hóa hàng ngàn lao động nước ngoài ở Mỹ. Công Tùng, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.